đen nữa, con bổi tinh 2 tháng lộc. Rất là nhanh cầu luôn. Chim rất là dữ. Kìa mấy con ở trong la vi đều là đấu cả, đấu ầm ầm ấy. Không phải là AV đâu, đấy là lồng tập trung ấy, là cái lồng mình rút tách ra từng con một anh em ấy. Con này nó mình không gọi là không đủ lồng nên mình tách từng con ra một mình quay cho anh em. Thì rất là dữ luôn. Màu đinh không bao giờ biết cục luôn. Quá là ok luôn anh em. Kết con hàng này thì alo Đức nhé, số điện thoại 0365600511. Giá ra đi là 1,5 triệu anh em nhé, 1,5 triệu không mặc cả, không phí ship, chim hoàn toàn không cần nỗi gì, quá là ok luôn. Đây là mình bán này, mở hàng nhé, nên là vẫn còn mùng là còn Tết nên là mình bán giá hợp lý cho anh em. Hôm nay mà lắng lên nuôi tốt, nuôi ổn định là chơi thôi. Anh em thấy càng chơi nó càng ra phong bộ rất là đẹp. Con này có khả năng còn ra cầu luôn anh em nhé.